Chào bà con, ngày hôm nay toàn những người đẹp không à, ai cũng đẹp hết trơn trọi ha. Coi ngày hôm nay coi ngày mừng đại thọ của bà, nên là cái đây chụp bước nha, chụp bước á, chụp nè, ok chụp rồi, mày muốn chụp luôn không, vô chụp, đứng khoe áo dài. Đứng khỏe dài đó, đó. Đây. Để chụp nha, để chưa để bao chụp nè, ok thêm cái nữa nè, gần rồi chụp ra, ok rồi. Hôm nay coi như ai cũng đẹp hết trơn trọi à. Ngày hôm nay mừng đại thọ cho bà đó, 90 tuổi. 90 tuổi, cái tuổi coi như còn 10 năm nữa thì được 100. Thì ai cũng mong muốn mình 100 tuổi hết trơn trọi á. Thì nếu mà thượng thọ mà khỏe mạnh thì cái nọ, nói chung thì bà vẫn khỏe mạnh, vẫn khỏe mạnh đời. Nói chung thì bà vẫn khỏe mạnh, còn như nếu mà có tập dượt này kia nọ thì bà có thể đi lại được. Đúng kiểu hơi rộng ha, hơi rộng. Chia cho con nào. Đây, cái tay nha, tay chụp bước nè. Đây, được rồi. Rồi chụp. Đây. Rồi chụp bước nè. Ok. Chia cho con. Nha. Ta này make up nè. She look beautiful. Con nhìn 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 bà nhìn bên đây nè, bà nhìn bên này, quay cho mày nhìn, quay cho mày, chụp ra, quay rồi. Chụp cái nữa. Quay rồi. Đừng có đụng tay. Để nhìn thẳng ra, nhìn thẳng. Rồi chụp. Qua rồi, cái nữa nè. Rồi. Vậy lát cho bà đi lên cho nó luôn cái gì, dạ, vậy trên xe. Wow, tay tin tan lìa xong ngon lớn quá vậy, vừa đi mới thấy đi xong rồi lớn bằng này rồi. Mẹ ta lìa. Tôi ta lìa coi như lớn lại dữ vậy. Lần đầu tiên được make up cho tay. Vậy á. Ủa sao lại chứ gì nó có cái sự bạc bạc là có đó rồi. Kiểu hả? Hai bên hay một bên? Một coi như vì bên kia thì sao? Ồ. Mà chứ cái màn nó lâu có vài sự bạc bạc á hả? Sao ra màu xanh đỏ tím vàng gì sao? Ghê lắm hả? Cái lại cho bây giờ đang cho bà ngồi lên xe đẩy á, để đẩy đi nó dễ dàng hơn. Còn xe kia coi như để trong nhà thôi. Xe này thì đi mang ra ngoài thì nó đẩy nó thoải mái. Cho đẹp nhá. Vâng. Đừng nói nhiều nó bay son đi nhá. Vâng, nhưng mà lát nó quên.
Chào con mẹ mà. Đâu có gì đâu mà nhai. Có gì trong đó không? À. Có gì trong miệng không? Ok, bây giờ đang bị đang make up mà nó. Bà đang make up và bà nói khó trang điểm. Ok, rồi tạm thời mình ngưng máy nha. Tạm thời mình ngưng máy. 100 năm của con. Đó, 100 năm, bà đòi tới 100 năm đó bà con à. À, rồi, 100 năm, bây giờ năm nay 90 rồi. Vậy các ông thương con. À. Đây, tạm thời mình ngưng máy để coi, để mình tải lên cho bà con ha. Rồi, bye bye bà con. Đây, 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 đây,